đấu thứ tư. Sự hưng phấn của các cầu thủ Trung Quốc tăng lên thấy rõ sau khi lội ngược dòng ở set đấu thứ ba với một tỷ số rất cao. Một cho Kazakhstan. Các cầu thủ Kazakhstan chỉ có biết tự trách mình, họ có thể sớm kết thúc trận đấu này ở set đấu trước đó vì đã có những match point và đồng thời tạo ra được một sức ép đáng kể lên phía đối phương. Vì họ đã không thể dứt điểm trong những tình huống quyết định. Những pha tấn công đã có những match point và đồng thời tạo ra được một sức ép đáng kể lên phía đối phương. Thì họ đã không thể dứt điểm trong những tình huống quyết định. Những pha tấn công quá khuôn mẫu và chỉ tập trung vào vị trí số 4. Đó là những pha tấn công thiếu đa dạng và linh hoạt từ các cầu thủ Kazakhstan cuối set đấu trước. Phát bóng lỗi, ba đều. Trên lưới và vị trí tốt hơn của Imagaliev đã giúp cho cầu thủ Kazakhstan ghi điểm. Anh có vị trí tốt hơn và sức bật cao trong tình huống vừa rồi. Bốn đều. Pha phối hợp đập chồng, lại thêm một tình huống tấn công tốt nữa từ các cầu thủ trẻ của Trung Quốc.
tấn công nhanh. Judy, người đã bỏ lỡ những cơ hội để kết thúc trận đấu ở set đấu trước, trụ công của Kazakhstan. Bảy đều. Điểm liên tiếp cho Trung Quốc và giờ là khoảng thời gian hồi ý kỹ thuật lần đầu tiên trong set đấu thứ tư. Cầu thủ Kazakhstan. Cầu thủ Kazakhstan. Vẫn là những điểm số dành cho cầu thủ Trung Quốc, cách biệt 4 điểm. Và giờ là khoảng thời gian đầu tiên trong trận đấu này mà cầu thủ Trung Quốc vừa lên dẫn trước. Đang có sự bất ổn trong đội hình của Kazakhstan.
13-9. Chắn tốt, hơi sát lưới cho pha đập bóng vừa rồi. Pha phối hợp đập chồng. Có thể thấy lúc này thì các cầu thủ trẻ của Trung Quốc lại đang sử dụng lối chơi tấn công linh hoạt và năng động hơn. Khoảng cách rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm. Bảy
Sự chờ đợi từ trên các khán đài là Gori Vudin, người đã chơi tốt trong những trận đấu vừa qua, lại đang có một chút dấu hiệu của sự hụt hơi. Đó là tình huống mà cầu thủ ở hàng sau của Kazakhstan đã lùi hẳn ra sau vạch cuối sân. Nhưng tốc độ bóng nhanh và thẳng người của anh không kịp phản ứng để né bóng. Tiếp tục là pha lỗi bắt bước 1. Chưa hề chạm lưới. Thêm điểm nữa cho cầu thủ Trung Quốc. Và với thế trận như thế này, khoảng cách 4 điểm, thì có lẽ cầu thủ Kazakhstan nên chuẩn bị sẵn phương án cho set đấu thứ 5 quyết định. Đổi phát bóng 16-19. Charuntao, người đã phát bóng quá mạnh. Ngay sau đó thì cầu thủ Kazakhstan cũng mắc lỗi phát bóng hỏng. Đây mới chỉ là đội U10. Ngay sau đó thì cầu thủ Kazakhstan cũng mắc lỗi phát bóng hỏng.
đây mới chỉ là đội U19 của Trung Quốc, nhưng rõ ràng các cầu thủ giàu kinh nghiệm của Kazakhstan vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chưa hề chạm vào các tay chắn, bóng bật lưới và ra ngoài. Đến lúc này thì huấn luyện viên Chaprov có thể đã phải nghĩ đến những phương án cho set đấu quyết định. Bóng cắm lách chắn 17-22. Số 2 Kuznetsov là người cũng mới được tung vào sân trong hiệp đấu thứ tư này. Chỉ còn 2 điểm nữa thì các cầu thủ Trung Quốc sẽ kết thúc set đấu này. Từ đây trận đấu bước vào set 5 quyết định. Trong 2 trận liên tiếp thì có vẻ như Trung Quốc đang hướng đến những cuộc lội ngược dòng ấn tượng. 24-19. Thiếu một chút may mắn cho các tay chắn của Trung Quốc. Cơ hội để kết thúc set đấu thứ tư vẫn đang thuộc về các trận Trung Quốc. Đây là lần thứ Thank you.
Bóng ngoài và tấn công trung lộ không tốt. 25-21 là tỷ số của set đấu thứ tư và hai đội sẽ phải bước vào set đấu thứ năm để phân định thắng thua. Hai trận đấu liên tiếp các cầu thủ trẻ của Trung Quốc đều kéo trận đấu và set đấu quyết định. Giờ thì nỗi lo đã trở thành hiện thực. Sự suy giảm về mặt thể lực của Kazakhstan cộng với độ hưng phấn đã không còn như trước